Xin chào anh chị em và còn cô bác, Sobel đã quay trở lại. Hôm nay trên bàn mình đang để chiếc laptop Acer Predator Helios 300. Đây là chiếc laptop khá là mới mẻ đến từ Acer. Với một kiểu dáng thiết kế nó như nào nhỉ? Cũng khá là mới mẻ, nó không giống nhiều so với dòng VX và dòng Nitro. Mang một cái kiểu nó vừa gamer khỏe khoắn mà vừa khá là tinh tế. Các bạn thì vừa chơi game và làm việc được. Và cái mức giá ở châu Âu thì vào khoảng 1.100 đô. Nhưng mà về Việt Nam thì đội thuế lên khá là cao. Đây là phiên bản Core i5, chúng ta có mức giá là khoảng tầm 26.990.000, tức là 27 triệu đi. Còn phiên bản Core i7 đắt hơn 3 triệu là khoảng tầm 30 triệu, 29.990, tầm đấy. Thì chúng ta cùng nhau đánh giá xem nó có cái gì hay. Thì cái laptop này nó có cái mặt lưng, tức là phần màn hình này làm bằng nhôm. Và phần nữa đó chính là cái phần bàn phím. Thì hai cái phần quan trọng nhất để cho cái máy nó chắc chắn, đó là cái nắp màn hình và cái phần bàn phím thì đã làm bằng nhôm rồi. Mình rất khoái cái vấn đề này, tức là vẫn có các vật liệu cao cấp giúp máy nó chắc chắn nhưng mà vẫn giữ được giá thành giảm đi khi mà chúng ta có cái viền màn hình đằng trước bằng nhựa, mình không quan tâm lắm. Và cái phần đáy máy bằng nhựa cũng là cái phần mình không bao giờ sờ vào. Về cái thiết kế các bạn thấy là có một cái dáng vẻ rất là game thủ với hai cái tông màu là đen và đỏ. Ở đằng sau lưng chúng ta có thể thấy là cái logo Predator nhìn khá là ngầu nhưng mà lưu ý là không phát sáng, và cả hai cái dải đỏ bên cạnh nữa nó chỉ phản quang thôi, không phát sáng. Và cái nắp lưng làm bằng nhôm xước sờ rất là mát tay, nhưng mà các bạn lưu ý là khá bám bụi. Ở phần trên cái viền màn hình chúng ta sẽ có một lớp nhựa chạy qua. Mình thì mình không khoái lắm vì nó chả liên quan gì đến cái lưng cả. Phần bản lề sẽ là một cái rãnh nằm thẳng ở giữa. Đó cũng chính là nơi mà hơi nóng thoát ra nhiều nhất của cái máy này. Ngoài cái việc là thoát ra đằng sau thì ở phía đằng sau hơi nóng thoát ra, các bạn thấy các cái khe tản nhiệt màu đỏ nhìn rất giống là trên siêu xe kiểu Lamborghini các thứ ấy. Cái phần bàn phím các bạn thấy là chúng ta có bàn phím full size đầy đủ cả nút số, sẽ có đèn đỏ chiếu dưới chiếu lên, và chính cái phần cụm nút WAD làm sẵn màu đỏ luôn. Nhưng mà các bạn lưu ý là mặc dù có đèn backlit nhưng mà cái ánh sáng nó không mạnh, mặc dù có chiếu qua cả cái nút luôn. Chỉ trong phòng nào các bạn sử dụng mà lúc buổi tối hoặc là tắt đèn thôi thì mới nhìn rõ, còn nếu chỉ cần ban ngày hoặc là bật đèn phòng trong phòng lên thì rất là khó nhìn cái đèn led. Chính vì thế các bạn mà muốn đem ra ngoài đường hay là đi cà phê cà pháo offline nước sâu hàng ấy mà có bật đèn tuýp lên bên cạnh thì chả nhìn thấy led luôn. Đó là cái mà các bạn cần lưu ý. Ở mặt trước chúng ta có màn hình là 15,6 inch độ phân giải Full HD với tấm nền IPS, độ sáng tương đối cao. Mình đã từng sử dụng ngồi ngoài quán cà phê, tiếng sáng chiếu thẳng màn hình vẫn có thể dùng một cách thoải mái. Và cái tấm nền này là tấm nền kiểu dạng matte, tức là phủ mờ, không bị lóa. Và một cái hay nữa ấy là chính là tấm nền IPS chúng ta có góc nhìn rất là tốt, màu sắc ok, độ sáng tương đối cao. Thì cái màu sắc ấy nó không có gì quá ấn tượng nhưng mà rất tốt cho một laptop gaming. Thì mình trước kia đã từng trên tay chiếc GL553, là một trong những laptop mà có màn hình tốt nhất dành cho các cái thiết bị gaming mà giá, mức giá của nó là trên 20 triệu một chút. Thì đây chính là chiếc máy thứ hai mà mình rất ấn tượng là laptop gaming mà có màn hình rất là tốt. Chúng ta sẽ có phần touchpad nằm ngay bên dưới bàn phím và sử dụng Precision Software của Windows, thế nên là rất nhạy và chính xác. Kích thước ở cái mức vừa phải, không quá lớn mà cũng không nhỏ. Và chúng ta có phần đường cắt kim cương xung quanh touchpad nhìn rất là đẹp và sexy, nhưng lại có thêm cả viền đỏ để chứng tỏ gamer các thứ. Ngay bên cạnh cái touchpad các bạn thấy chúng ta có ba cái sticker. Đầu tiên là cái 3 hour service, đại khái là bảo hành cấp tốc trong vòng 3 tiếng của Acer. Thì khi nào anh em có vấn đề gì sẽ được giải quyết rất là nhanh chóng. Chúng ta có logo của Nvidia GeForce GTX này. Đây sẽ là logo thể hiện cho việc nó sử dụng card đồ họa GTX của Nvidia. Thì đây là card 1050 Ti với dung lượng là 4GB. Thì card này khá là mạnh, chúng ta sẽ cùng nhau chơi game thử ngay sau khi mình chém gió về ngoại hình và các thông số cơ bản. Và chúng ta sẽ sử dụng chip Core i5 Kabilex. Đây là chip 7300HQ, có dung nhịp là 2.5GHz và boost lên 3.5GHz khá là cao. Ngay bên kia chúng ta có một sticker to nữa của Acer thể hiện các tính năng cơ bản. Chúng ta có card 1050 Ti này, USB 3.1 Type-C này, DDR4 này, công nghệ Wi-Fi MIMO này, có bàn phím backlit và quạt 3D. Đấy, bây giờ đến quạt nó cũng BD nữa, chả biết cái gì nó không BD. Ở cạnh trái chúng ta sẽ có cổng mạng LAN, có cổng USB Type-C 3.1 này, có cổng HDMI, một cổng USB và một cổng đọc thẻ nhớ. Thì cái này là cái rất là cần thiết bởi mình dựng video khá là nhiều ấy, nên là rất cần một cái thẻ để quay xong phát là cắm vào laptop luôn. Thế nên là cái laptop nào mà bây giờ kể cả mỏng hay nhẹ mà có cổng SD sẽ được chấm điểm rất là cao. Lần sau cạnh bên phải chúng ta sẽ thấy là có cổng cắm tai nghe combo, tức là chỉ có một lỗ thôi dùng cho cả mic và tai nghe, hai cổng USB 2.0 và cổng cắm sạc cũng như đèn tín hiệu dành cho cái việc là máy đang bật hay đang tắt vậy và đang sạc pin hay không. Cái mình ghét về cái laptop này đó là cái phần cổng kết nối, không phải vì nó không có đủ cổng kết nối mà là vì nó đặt ở vị trí không hợp lý. Thứ nhất là việc cắm cổng sạc ở bên phải đã là cái mình ghét rồi, bởi vì là chúng ta khi sử dụng ý cắm cổng sạc bên phải mà nói chung là hạn chế tất cả cổng cắm bên phải ít nhất có thể, bởi vì các bạn đã chơi game rồi và dùng laptop thì chúng ta đã có cái phần bàn phím số nó đã chiếm khá nhiều diện tích rồi, bây giờ còn có thêm những cái dây dựa lòi bên phải ra để chạm vào chuột nữa, thì đó là cái mình ghét. Thêm cái nữa là bạn mà cắm tai nghe là đúng ở giữa cái phần bên phải này thì đảm bảo sẽ chạm vào chuột. Đó là cái thứ mình ghét về cái phần thiết kế cổng kết nối của laptop này. Giá mà đặt ra đằng sau hay là đặt cao lên một tí hay là đặt hết sang bên trái thì hợp lý hơn. Lật laptop lên chúng ta thấy là cái phần màu đỏ đen nó lại xuất hiện ở đây. Đấy, cái phần khe tản nhiệt đằng sau ấy nó đi xuống tận dưới đáy luôn, và bốn cái đế cao su ở bốn bên giúp cái laptop này chống trượt.
và loa ngoài sẽ là hai cái đặt hai bên, sẽ đập xuống mặt bàn và để lên. Thì đây không phải là vị trí lý tưởng để đặt loa, nhưng mà dù sao có vẫn không. Và cái loa này thực sự rất là tốt. Khi mà mình mở nhạc ấy, thì cái âm lượng phát ra trung bình nó sẽ vào từ khoảng là từ 75 đến 80 decibel, khá là lớn và có thể nghe đầy đủ trong vòng một cái phòng của mình là khoảng tầm 25 mét, nghe gọi là tẹt luôn, cực kỳ sướng. Và nếu các bạn ý thì chúng ta có hai cái ô chữ nhật có dán tem, tức là đây sẽ là chỗ có thể tháo ra được. Cái ô vuông nhỏ hơn ở bên trong sẽ chứa 2 cái RAM, các bạn nên nâng cấp lên tối đa 32GB. Trong này thì có sẵn một thanh 8GB 2400MHz và đây là cái ổ cứng gắn sẵn 1TB, có tốc độ vòng quay là 7200 RPM, khá là ổn. Và ngay dưới này sẽ là nơi hút gió mát vào và gió nóng sẽ thổi ra đằng sau. Ở phần trước này có hai cái khe nhỏ nhỏ nhưng mà chỉ là trang trí thôi, không phải loa, các bạn nhớ để ý điều đó nhé. Vậy chúng ta cùng nhau đi một tour xung quanh nhà máy rồi, các bạn đã biết nó trông như thế nào và thiết kế kiểu nó ra sao. Về cái độ hoàn thiện chắc chắn hay không ấy thì mình có thể nói là khá là trâu bò. Cái nắp là bằng kim loại và phần bàn phím là bằng kim loại, gần như không có sự uốn dẻo nào. Và cũng chính vì phần bàn phím ấy làm hết bằng nhôm, thứ nhất là sờ vào rất mát và thứ hai làm nó cái bàn phím cứng cáp hơn, bấm rất là rõ nút và cái khoảng cách bấm nút xuống là 1.4mm, ở mức vừa phải, khá là dễ chịu để chơi và mình thấy gõ phím cũng rất là thoải mái. Cái mình ghét là cái nút arrow và nút shift ấy, nó để sát vào nhau quá nên là rất là dễ bấm nhầm, anh em cần phải làm quen. Và cái mình ghét hơn cả là cái nút nguồn đặt ngay trên góc bên phải, đặt lẫn vào bàn phím luôn. Nó không đặt riêng một chỗ và không làm nút nặng hơn như nào đấy mà làm đúng cái nút giống hệt các phím bình thường. Thế nên là các bạn trong lúc chơi ấy, thì hãy cố gắng làm quen, đừng bấm nhầm vào nó slip vân máy này. Đang chơi bảo tại sao lại thua, không phải đập máy. Về hiệu năng thì sao? Chúng ta sẽ có hai phiên bản, một phiên bản i7 và một phiên bản i5. Thì mình đang có phiên bản i5 ở đây. Mình đã test với một số game như là Dota này, CS:GO này, mấy cả PUBG hay gọi là PUBG PlayerUnknown's Battleground là một trong những game rất hot bây giờ. Thì kết quả như nào? Khi chơi Battleground mình để cấu hình là khoảng medium đến 2 ở độ phân giải Full HD, mình có thể đạt được loanh quanh 50fps, chơi khá là dịu mượt mà. Thậm chí là trong những cái thời tiết mưa nhá, tức là những cái map mà nó đang mưa thì FPS thường thường sẽ thấp hơn những cái bàn mà trời nắng đẹp. Chính vì thế mà mình nghĩ là một công ty chơi game khá là thoải mái, trong khi PUBG là một game khá là nặng rồi vẫn chơi được trên 50fps ở độ phân giải Full HD. Còn về Dota 2, max setting tất cả mọi thứ, thậm chí là ultra luôn, không có thể có cái gì cao hơn được nữa. Thì mình chơi vẫn loanh quanh từ 90 đến 100fps, kể cả trong lúc combat trưởng chiếc bắn tóe tòe. Còn game CS:GO thì cũng max setting, cũng Full HD, FPS luôn luôn trên 100, từ 100 đến 110, 120. Và chính vì những lý do này thì mình nghĩ là ba những game như vậy là khá là đủ để test laptop này rồi. Và khi chơi ấy, thì nhiệt độ máy rất là mát mẻ. Đấy, như mình vừa nói là thứ nhất là nhờ cái phần bàn phím làm bằng nhôm. Và cũng chính vì cái thiết kế tản nhiệt của máy này nó làm quạt 3D ấy, và có bên trong là tổng cộng 3 ống tản nhiệt nên tản nhiệt khá là tốt. Thì mình có đo nhiệt độ bằng cái súng hồng ngoại ở đây, các bạn có thể thấy là ở cái phần kê tay cực kỳ mát, chỉ lên quanh 25 đến 26 độ, để tay thì cực kỳ thoải mái. Và phần bàn phím ấy, nóng nhất cũng chỉ lên quanh từ 29 đến 30 độ, 31 độ là cùng. Và cái phần nóng nhất của cả cái máy sẽ là phần gần bản lề màn hình, sẽ là cái nơi đường ống dành cho CPU và GPU tản nhiệt chạy qua, thì nóng nhất cũng chỉ lên 37 đến 40 độ hết cỡ, chưa từng bao giờ quá 40 độ. Và chính vì cái lý do này mà mình thấy chơi game trong laptop này rất là dễ chịu, bởi vì nó khá là mát mẻ. Và một cái điều hay là mặc dù mình đã stress test trong khoảng tầm 15 phút liên tục, nhưng mà cái xung nhịp của CPU vẫn giữ ổn định, tức là không bị nghẽn cổ chai, không bị nóng quá mà tự hạ xung xuống. Thì đây là điều rất đáng giá trên chiếc laptop như này. Vậy kết luận của mình dành cho laptop này là gì? Thứ nhất, chúng ta sẽ có một thiết kế cứng cáp. Đẹp hay không còn phải tùy người dùng. Chúng ta sẽ có cái phần nắp là một kim loại và bàn phím là một kim loại, rất là mát mẻ, cứng cáp và bấm bàn phím khá là sướng. Chúng ta có đèn backlit này, có màn hình tốt, có loa ấn tượng. Chúng ta sẽ có một cái khả năng tản nhiệt tốt này, máy đều chạy mát mẻ và dễ chịu. Còn cái mức giá thì mình nghĩ là nó sẽ hơi cao hơn so với một số sản phẩm khác mà có cùng cấu hình như thế này. Nhưng mà những cái gì mà Acer đem lại thì các bạn đã được biết rồi, hiệu năng tốt, máy chạy mát mẻ, cứng cáp. Thì đó là những đánh giá của mình về chiếc Acer Predator Helios 300. Hy vọng anh em cảm thấy video này thú vị và hữu ích. Cái sản phẩm này thì mình mượn tại Alphard PC. Anh em có thể xem dưới phần miêu tả video, sẽ có link để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm này cũng như là mức giá vào thời điểm hiện tại mà các bạn đang xem. Xin chào và hẹn gặp lại.